chào kính chào quý khán thính giả theo dõi xoáy tin với đội và Mike Phi Long thưa quý vị. À, ngày hôm qua, cựu tổng thống Donald Trump gửi một cái đơn kiện lên tòa để mà kiện các ủy ban điều tra ngày 6 tây tháng riêng về cái việc ủy ban này đòi cái văn khố uh, liên bang gửi ra những các là tài liệu những cái sự gọi là uh, ghi lại những chuyện gì xảy ra ở tại tòa bạch ốc ai ra ai vào những cú phone nào được thực hiện, những cái tin nhắn nào được gửi đi từ tòa bạch ốc và đến tòa bạch ốc trong ngày 6 tây tháng riêng. Thì chuyện ông Trump ngăn cản chuyện này, nhân dân là lý do là đặc quyền hành pháp. Đi sâu vào chuyện này có những gì chúng ta cần lưu ý. Đó là chuyện chúng tôi sẽ bàn với quý vị ngày hôm nay. Xin chào anh Đỗ Dũng. Chào anh Mai Phi Long và kính chào khán giả SBTN. <laughs> à, trong cái đơn kiện này của ông Donald Trump, À, nói đến cái chuyện là những gì mà ông làm trong thời gian ở trong tàu vật ốc và tất cả những ai làm việc với ông đều được à, coi như bảo mật đó là cái chuyện mà ông lập luận như thế và sáng nay trên chương trình fptn morning chúng tôi có nói đến cái chuyện này à, cái quyền này nó lại nằm ở cái chỗ cái tổng thống đương nhiệm tổng thống đương nhiệm là ông joe biden thì à, không ngăn cản chuyện này à, bởi vì ông cho rằng đây là cái chuyện quan trọng chưa từng xảy ra trong lịch sử và người dân cần muốn biết những chuyện gì xảy ra trước trong và sau ngày 6 tháng giêng thì à, cái ngày đó đã xảy ra cái chuyện tấn công quốc hội làm cho năm người thiệt mạng bây giờ chuyện đó để cho tối cao pháp viện họ à, xử như thế nào đó nhưng mà trong đây ở trong cái khi mà ngăn, tìm cách ngăn chặn này đó nó có cái quan trọng nhất là bốn nhân vật từng là chiến lược gia hoặc là phụ tá trong Trump mà cả bốn người đó bây giờ đều không chịu ra điều trần trước Quốc hội cũng với cái lý do là chúng tôi làm việc với ông Trump trong thời gian đó cho nên chúng tôi không ra thì bây giờ Quốc hội đó họ đang tính chuyện từng người như vậy có phải là chống lại lệnh quốc hội hay không thì cái này nó cũng chưa có tiền lệ bao giờ cả đó. thì tòa án thì chúng ta thấy nó dễ hơn nó tòa mà ta kêu mình ra mình không ra là tòa có thể kêu cảnh sát tới bắt đó. thì đây nó lại là vấn đề dân sự chứ không phải là hình sự thì nó hơi phức tạp thì trong bốn người này đó cái người mà người ta chú ý nhất đó là ông Steve Bannon ông đóng nhiều vai trò từng là trưởng ban vận động trong Trump từng là chiến lược gia trong Trâm, rồi sau đó trở thành là công dân bình thường, nhất là vào cái thời điểm ngày 6 tháng Giêng ông đang là một công dân bình thường, đó ông đóng nhiều vai trò á, thì bây giờ Quốc hội đó họ nói rằng là thế này, anh là công dân bình thường thì anh không nằm trong cái gọi là bảo vệ của hành pháp mà như ông Trâm nói, thấy chưa? Bây giờ mới mới riêng ông Stephen Còn Ba người kia thì tính sau Họ chưa nói tới ba người kia nói tới ông Stephen Thì Theo dự trù ngày hôm nay Cái ủy ban 6 tháng Giêng này Họ sẽ Bỏ phiếu Để mà đưa ra một quyết định Là Coi cái hành động của ông Stephen Là một cái tội Chống lại quốc hội Rồi sau đó Họ mới đưa ra phiên họp khoáng đại của hạ viện bỏ phiếu mà người ta nghĩ nhiều phần là phiên họp khoáng đại của hạ viện sẽ thông qua bởi vì đảng dân chủ đang nắm đa số mặc dù đa số nhỏ rồi nếu mà hạ viện thông qua đó họ sẽ đưa qua bộ tư pháp từ đó bộ tư pháp dựa trên quyết định đó và cũng trong thẩm quyền bộ tư pháp sẽ đưa ra cái trát bắt ông Stephen, thì lúc đó US Marshal tôi tạm gọi là cảnh sát liên bang sẽ đi bắt ông uh, Stephen về cái tội là chống lại lệnh của quốc hội thì họ bỏ phiếu như thế nào chúng ta chưa biết chúng ta sẽ chờ sau ngày hôm nay và những ngày tới nhưng mà một cái bản thảo của cái uh, gọi là nghị quyết này mà hãng ap có được đó thì trong đó uh, có đều ra cái vấn đề là Ông Steven lúc đó không còn là làm việc cho chính phủ nữa mà là một công dân bình thường và trong cái ngày 6 tháng Giêng và sau đó là ngày 7 tháng Giêng và trước đó là ngày 5 tháng Giêng đại khái có một thời điểm nào đó ông Stephenen có nói chuyện thường xuyên với ông Donald Trump thì lúc đó ông nói chuyện với vai trò là công dân bình thường chứ không phải là giới chức của tòa bạch ốc ông nói chuyện với một giới chức tài ốc đó là ông Donald Trump đó thì bây giờ họ đang nhắm vào cái chỗ đó và ông có một câu xúi dục ông tweet thấy không ở trên cái tweet đại khái trên mạng xã hội ông nói là ngày hôm đó là sẽ cho nổ tung luôn mọi thứ thì cái câu nói đó liệu có bị gọi là hay là bị coi là một hành động xúi dục hay không đó là những hai cái điểm mà họ nhắm vào uh, à, thường lọc trong cái chuyện này chúng ta thấy cái lập luận của ông Sivanen và cái nhóm luật sư bảo vệ cho ông à, nó có cái cái điểm là không vững cái chỗ là thứ nhất như là từ nãy giờ chú bị cũng để ý thấy rằng là ông Sivanen này là sau khi mà ông rời khỏi tòa bạch ốc thì ông chỉ là một công dân bình thường cho nên tất cả những hành động của ông không thể nào mà ông vin vào cái cớ là có một cái đặc quyền một cái đặc miễn hành pháp với với chuyện mà của, của của ông liên lạc với ông Trump, vấn đề đây là cái trách nhiệm cá nhân của ông này. Nhưng mà qua chuyện này nó vạch cho chúng ta thấy cũng khá là nhiều vấn đề liên quan đến uh, chuyện và một người uh, đứng đầu ngành hành pháp và đứng giữ vụ chức vụ cao nhất của đất nước này là chuyện ông Donald Trump. Thì thưa quý vị chúng ta thấy. À, cách đây à, vừa mới xảy ra vào hội đầu tuần tuần trước thôi, cái chuyện là à, hai vợ chồng, thì ông chồng làm kỹ sư cho à, quân đội Hoa Kỳ, thì đã coi như là bị gài bán tài liệu mật cho ngoại quốc, bị gài. thì chuyện này chỉ là thật sự là nhân viên FBI gài thôi, chứ chuyện chưa có cây ra có tác hại nào cả. nhưng mà ông này là chưa gì là đã là trước mắt là lãnh những bản án vô cùng nặng nề. Trong khi đó, bao nhiêu ông Donald Trump gặp riêng người Nga ngay trong tòa bạch ốc, không cho người Mỹ nào ngồi trong đó được nghe câu chuyện ông nói cái gì. Và ông đi sang qua gặp ông Putin cũng gặp riêng, không ai biết ông nói chuyện gì. Thì chúng ta thấy rằng là cái sự mà áp dụng cái quyền đặc miễn hành pháp phải chăng cần, phải không có sự giới hạn. Mà qua cái chuyện cái câu chuyện mà liên quan đến vấn đề này, chúng tôi nghĩ đây là một cái cơ hội nước Mỹ để xem xét lại cái luật này từ trước cho đến nay theo gọi là cái thông lệ một vị tổng thống Mỹ khi gặp một cái gọi là một cái người ngoại quốc gặp một cái chính phủ ngoại quốc lúc nào cũng đều có bên cạnh mình là phải có một người Mỹ khác để mà ngồi cùng làm việc để có một cái sự minh bạch nhưng khi ông Donald Trump đến trở thành tổng thống ông phá lệ hoàn toàn câu chuyện này thế thì qua cái vấn đề này, cái sự hành xử của bên phía quốc hội, sự chống đối của ông Trump và vấn đề tư pháp giải quyết chuyện này nó sẽ đặt trong một cái tiền lệ khác cho nước Mỹ. Ngày xưa người ta dựa vào cái uh, tư cách của các vị tổng thống để mà hành xử, nhưng đến thời ông Donald Trump ông phá hết tất cả mọi thứ, thì bây giờ liệu cái chuyện này có sẽ mở đường cho một cái luật lệ rõ ràng về cái vấn đề này hay không thì thưa quý vị đây phải nói là một cái chuyện vô cùng là quan trọng cho nước Mỹ thưa vâng thực ra cái mà gọi là đặc miễn đặc quyền hành pháp đó nó có một cái ý tưởng nó cao thượng hơn cao sang hơn tức là để cho vị lãnh đạo cao nhất của nước Mỹ có như quyền riêng tư có những cái gọi là không nên cho công chúng biết, đặc biệt là rồi nó liên quan đến cá nhân đời tư, liên quan đến an ninh quốc gia, liên quan đến truyền thống vân vân. Nói chung là để bảo vệ cho tổng thống có những cái cái khoản riêng tư đó trong vấn đề làm chính sách, thành ra người ta cho tổng thống cái quyền đó để thoải mái hơn, Bởi vì nhiều khi làm một cái chính sách gì nó đưa ra kết quả mà trong cái tiến trình nó có những cái như là nhiều khi người ta không hiểu và tất cả các vị tổng thống từ trước tới giờ đó đều được cái đó bảo vệ và cũng họ cũng tôn trọng cái đó trên cái tinh thần cao thượng nhưng mà ông Donald Trump thì đã qua cái trình bày như của anh Long nói vừa rồi ấy, như vậy rõ ràng là ông đã lợi dụng có nghĩa là khi người ta đưa ra một chính sách nào đó với một cái ý tưởng cao thượng nào đó thì bị người khác lợi dụng thì cái này phải coi lại mà bây giờ coi lại như anh Long nói là thay đổi cái luật đó, nó không phải dễ anh nó, nó 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 qua nhiều thủ tục lắm và người ta rất sợ cái chỗ là bây giờ không lẽ vì một người làm bậy một người lợi dụng mà mình thay đổi và kẹt những người sau nếu những người sau người ta không làm bậy giống như những người trước đó anh hiểu bây giờ trong một cái một cái một cái một cái tập thể không ai gọi là đi trên không vào nhà cả tự nhiên một ngày đẹp trời có một ông đi trên không vào cái tự nhiên anh bắt mọi người phải bắt buộc phải mang giày thì rồi hôm nào có ông nào ông lỡ ông quên đôi giày ông không vào được sao? ông lỡ ông quên thôi. tức là người ta làm cái luật đó để cấm những người cố tình đi chân không vào thì lại kẹt cho những người mà người ta vô tình người ta đi quên mang giày. <laughs> anh, anh hiểu thế nói không? đó. thành ra đó là cài khó nhưng mà cái đó thực ra là nói là nói vậy chứ nó không liên quan đến chuyện sáu tháng riêng. không liên quan một tí nào cả. tôi sẽ trình bày tiếp vì <laughs> tại sao nó không liên quan sau phần quảng cáo xin quý vị đừng rời màn hình FPTN.